cái gì à, nói đến cái vấn đề là thị trưởng bán đất công rồi này kia, sao mình nghe nó giống cái cảnh ở bên Việt Nam mà Việt Cộng quá, quy không có đành lắm. Thị trưởng có thể cho biết được cái Chúng thông tôi tin rất như là vậy cảm không? ơn anh Huy hỏi chúng tôi cái câu hỏi này rất là thực tế để Dạ cho tại chúng vì tôi người có dân bài. ở đây họ hoang mang, tại vì có rất là nhiều quy đi ra ngoài cộng đồng, nhiều khi các cô chú bác ở đây mỗi ngày họ nghe tin ở bên Việt Nam rồi họ nghe tin ở nước Mỹ, nhưng mà họ người ta cũng quan tâm đến cái nơi người ta sống chứ, rồi tự nhiên cái mình thấy ô tại sao đưa cái tin lên mình nghe như vậy nó cũng rất là hoang mang, thì thị trưởng có thể giải thích. Và anh Huy đã hỏi một cái vấn đề mà trong những tháng vừa qua hay là trong những tuần vừa qua đó, thì có rất nhiều đồng hương đã nghe từ nghị viên Kimberly Hồ, bà đã tung cái tin ra là chúng tôi bán đất thành phố rồi, rồi chúng tôi có làm những cái vi phạm trong cái việc bán đất. Thì thưa anh Huy, thưa tất cả quý vị, đây là những điều cáo buộc mà không có bằng chứng, một cái điều cáo buộc mà vô căn cứ. Quốc Huy xin chào hết tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Huy. Ngày hôm nay Huy cùng với lại thị trưởng buổi sáng nhân cái dịp mà thị trưởng đi, thị trưởng cũng là thành viên của cái hội đồng của cái sở cứu hỏa của quận Cam. Thành ra là hôm nay đây họ cũng có một cái tour, và nhân cái dịp mà Huy đi chung với thị trưởng đi tới đó, đi tới cái trụ sở của cái nơi mà cảnh sát chữa cháy nhưng mà bằng máy bay trực thăng đó, thì sẵn là thì trời mưa thị trưởng cũng ghé nhà và cũng cũng ít có cái dịp mà gặp thị trưởng lắm, mà hôm nay cũng rất là vinh dự vinh hạnh khi mà có thị trưởng của thành phố Westminster ghé nhà, thì cũng có một vài cái câu chuyện thưa chuyện cùng với lại thị trưởng. Rồi sao cái mùa này chúng ta cũng chuẩn bị sắp sửa đến Noel rồi cũng sắp sửa tới năm mới, thì cái trong cái lúc mà bắt đầu thị trưởng hiện tại bây giờ đó, thì cái tình hình mà sau khi mà mình khôi phục trở lại, bà con mở cửa mua bán trở lại, thì có những cái khó khăn gì ở tại thành phố Washington đó thị trưởng? Thưa anh Huy cũng như là thưa tất cả quý vị, thì chúng ta thấy được là trong thời gian vừa qua đó, cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại cũng như là khắp nơi gặp rất nhiều những cái thử thách về đại dịch. Thì vừa qua những cái tin mới nhất á, thì thống đốc tiểu bang California ông cũng có đưa ra hình như cái lệnh là bắt đầu vào ngày thứ tư đó, thì những cái sinh hoạt mà ở phía trong nhà hay trong phòng đó, tức là những sinh hoạt mà tụ tập đông người đó, thì đều phải mang khẩu trang. Bởi vì anh Huy cũng thấy là trong 5 6 tháng vừa qua đó cũng có một số những cái biến thể của COVID, thành ra cái đó cũng là một cái điều mà những người đang sống tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi đang có quan tâm. Thì về cái đời sống của người dân ở trong cộng đồng đó, thì trong thời gian vừa qua phải nói rằng gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề làm ăn, về vấn đề sinh hoạt. Thành ra cái điều mà tất cả chúng ta khi mà chúng ta đi ra đường, chúng ta tham dự một cái sinh hoạt nào, thì chúng ta cũng phải cân nhắc để mà tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta đó có thể đem lại những cái sức khỏe an toàn của chúng ta. Thành ra chúng ta nên theo những cái hướng dẫn để mà bảo vệ sức khỏe. Còn còn cái về mà những cái ảnh hưởng kinh tế, những cái ảnh hưởng đời sống đó, thì anh Huy cũng như là tất cả quý vị đều thấy đó, cái sự ảnh hưởng nó rất là mạnh. Trong những thời gian vừa qua đó, thì có một số những thương vụ đó người ta gặp khó khăn, người ta cũng không có khả năng để mà tiếp tục điều hành. Thành ra những cái vấn đề thử thách trong đại dịch đó là những cái điều mà hiện nay nhiều người cũng còn rất là quan tâm. Trong cái thời điểm mà gần trong suốt cái mùa đại dịch vừa rồi, chúng ta cũng trải qua cũng cả năm rồi, thì cái thành phố Westminster là cái nơi mà cộng đồng Việt Nam cũng lớn đó. Và không phải riêng cư dân của thành phố không, mà tại vì cái quận ca cái Westminster thì nó lại là cái trung tâm, nó giống như cái thủ phủ của người Việt của mình rồi. Cái đại lộ bên xa không, người Việt ở nhiều ở chỗ xa, Đúng tiếng rồi. rưỡi 2 tiếng ở LA, ở tất nơi người ta đổ về người ta làm ăn, thì người ta mở business ở trong thành phố Westminster.
Thì trong cái thời điểm mà thị trường hiện tại, mà trong cái mùa mà Covid, mùa dịch vừa rồi đó, thì đồng hương Việt Nam của mình làm ăn có bao giờ mà họ thị trưởng quan sát, thị trưởng thấy là bà con họ có cái khó khăn gì ở trong cái mùa dịch đó, hay là họ nhờ đến thị trưởng, hay là họ phàn nàn với thành phố, hay là thành phố có những cái quy định như thế nào không thị trưởng? Dạ thưa anh, thưa tất cả quý vị, trong cái thời gian vừa qua đó, phải nói rất nhiều thương vụ ở trong thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Dạ. Thì thành phố cũng đưa ra các chính sách để hỗ trợ thêm cho những người đang có những cơ sở làm ăn. Dạ. Và chúng ta nhớ lại vào năm ngoái đó, yeah, thì thành phố có đưa ra và tạo cái điều kiện thuận lợi để cho đối với các nhà hàng đó, người ta được mở ở phía bên ngoài. Oh, yeah, để yeah, mà có thể là thứ nhất là cái vấn đề những cái bàn á được để dành cho thực khách đó, để mà những cái chỗ ăn đó, tương đối nó thoáng hơn. Và cái thứ hai nữa là tạo thêm cái điều kiện để mà cho những cái cơ sở thương mại hay là cái nhà hàng đó có thể tạo thêm thu nhập. Thì đó là những cái chính sách của thành phố, và bên cạnh đó đó thì thành phố cũng đưa ra một số những cái sự hỗ trợ, những cái chương trình hỗ trợ thêm cho những giới làm ăn và các cư dân của thành phố. Về phía mà các chủ các cơ sở thương mại đó, cũng như cư dân đó, thì chúng tôi cũng ghi nhận là có những cái sự khó khăn rất là nhiều, và chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ hết tất cả những cái khó khăn của những người đang có làm ăn trong thành phố cũng như là cư dân. Thành ra chúng tôi sẽ cố gắng lúc nào cũng lắng nghe những khó khăn cũng như nguyện vọng để mà có thể thành phố có thể đưa ra những cái chính sách thích hợp để giải quyết những khó khăn đó. Vậy thì trong cái quá trình đó thì nói đúng ra thì cũng khó một cái, thì Quy thấy là thứ nhất là thị trưởng mình là người Việt Nam. Yeah. Mà mình ở trong một cái thành phố nó cũng đa chủng tộc. Yeah. Mình ở trong một cái đất nước nó cũng đa chủng tộc. Nó không phải có riêng cộng đồng Việt Nam mình không. Đúng. Nó cộng đồng người Mỹ trắng, rồi người da màu. Dạ đúng. Rồi người Hispanic, người người Mỹ Tây Cơ, rồi người Hoa, người Nhật. Dạ đúng. Ở trong cái cộng đồng cũng như vậy đó. Đúng. Thì thị trưởng có cảm thấy khó không khi mà mình người Việt Nam? Thí dụ như bây giờ cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam mình đi, những cái business của Việt Nam, hay là mình lắng nghe cái tiếng Việt, nhưng mà cái phần mà thị trưởng khi mà phục vụ á, thị trưởng có phải bị đối mặt với cái chuyện mà vấn đề đa sắc tộc đó không? Họ sẽ có phân bì. Ví dụ như họ nói ô ông thị trưởng ông Việt Nam ông lo cho cộng đồng Việt Nam ông không, thị trưởng có bao giờ bị đối mặt với những chuyện vậy không? Cái câu hỏi của Huy rất là hay. Tại vì mình khó lắm á, tại vì thứ nhất là Huy thấy là thị trưởng là phục vụ ở trong cộng đồng, với lại là cũng nhiệm kỳ thứ ba rồi hả? Đang có nhiệm kỳ thứ tư. Nhiệm kỳ thứ tư rồi. Bốn nhiệm kỳ không phải là dễ. Tại vì thí dụ như ở Quy biết được là hình như là những cái thành phố khác đó, thì họ thị trưởng là họ lưng phiên với nhau. Dạ đúng. Thành ra họ, khi mà bầu cử thì nó cũng tương đương với nhau. Dạ đúng. Nhưng mà thị trưởng là giống như là cái cách bầu cử của thành phố Westminster là người dân bầu trực tiếp thị trưởng. Dạ đúng. Thành ra đó là cái trách nhiệm nó khác hơn nhiều. Dạ đúng. Cái đó là cái trách nhiệm khác hơn nhiều. Tại vì cái quyết định nó giống như mình, người ta bầu cái leader chứ không phải là thay phiên nhau để làm lãnh đạo. Dạ đúng. Thì thị trưởng có bao giờ bị khó trong cái vấn đề mà giống như những cái cộng đồng khác họ có cái vấn đề là phân bì không? Phân bì giữa Việt Nam mình với lại người đại Hàn hay là người này người kia không? Dạ, Huy hỏi câu hỏi này rất là hay và rất là thực tế. Dạ. Thì cái đó thì thưa với Huy, thưa với tất cả quý vị, đó là cái thử thách của chúng tôi hàng ngày. Đúng rồi. Bởi vì sau ngày chúng tôi tuyên thệ để mà trở thành thị trưởng thành phố Westminster vào ngày 12 tháng 12 2012. Wow, dễ nhớ ha. Dạ, cái số đó rất là dễ nhớ cho tất cả mọi người. Thì cái lúc đó thì chúng tôi cũng hiểu được là cái vai trò cũng như cái trách nhiệm của mình là phải phục vụ cho tất cả cư dân của thành phố, tất cả sắc dân của thành phố. Và riêng đối với thành phố Westminster đó thì chúng ta cũng biết khá rõ đó là hơn phân nửa dân số là đó là cộng đồng Việt của chúng ta. Thật ra khi mà chúng tôi phát biểu hay đưa ra cái chính sách gì đó đó, chúng tôi phải đưa ra một cái chính sách mà có thể có lợi cho tất cả cư dân của thành phố. Nó chung nhất. Tất cả những cư dân của thành phố được quyền hưởng cái chính sách đó. Và tất cả những cái sinh hoạt trong thành phố đó, nếu mà các tổ chức hội đoàn từ cộng đồng Việt Nam hay từ những cái cộng đồng người bản xứ mời chúng tôi đều tham gia hết. Yeah. Bởi vì cái sự tham gia, cái sự tham dự của mình đến với các cộng đồng khác trong thành phố đó, thì cư dân cộng đồng khác người ta hiểu được mình cũng quan tâm tới họ.
Thành ra cái việc mà đưa ra những cái chính sách cũng như khi mình phát biểu thì mình cũng phải rất là cẩn thận để mình phát biểu hay là mình tất cả những cái hành động của mình đó. Và đặc biệt đối với thành phố Westminster là thành phố mà cư dân bầu trực tiếp thị trưởng đó, yeah, thì cái người thị trưởng, cư dân người ta nhìn là một cái vai trò nó tương đối là nó lớn hơn. Đúng rồi. Đối với những cái thị trưởng mà những thành phố mà họ bầu luân phiên. Thưa Huy, thưa tất cả, thưa tất cả quý vị, ở tại quận Cam đó thì có 34 thành phố, thì chỉ có 8 thành phố là cư dân bầu trực tiếp thị trưởng mà thôi. Westminster, Garden Grove, Stanton, Santa Ana, Orange, Anaheim, với lại Irvine, đó là những thành phố mà người cử tri trực tiếp để mà bầu chọn cái chức thị trưởng. Thì theo như thiện ý của chúng tôi đó, khi mà người cử tri người ta trực tiếp người ta bầu thị trưởng á, thì cái người cử tri đó người ta sẽ quan tâm nhiều hơn. Đúng rồi, dạ, về cái vai trò thị trưởng. Ừ. Còn đối với những thành phố đó mà thị trưởng là cái và cái là cái vị trí mà luân phiên đó, thì lúc đó là khi mà cử tri người ta đi bầu, người ta chỉ bầu là cái người nghị viên mà thôi. Yes. Bởi vì sau mỗi năm thì các thành viên trong hội đồng thành phố họ sẽ bầu ra người thị trưởng. Dạ. Ừ, thành ra là nó cũng giống như là mình cái người dân cử mà của liên bang vậy thôi, họ cũng phải làm việc hoài cho người dân. Dạ, tại vì nhưng mà cái nhiệm kỳ thì nó sẽ kéo dài hơn, thành ra đôi khi người ta sẽ quan trọng hơn. Dạ, đúng. Tại vì ông thị trưởng ví dụ như nhiệm kỳ là cũng phải kéo dài tới mấy năm. Dạ, đúng. Còn mấy người kia thì họ luân phiên nhau một năm. Dạ. Thành ra đôi lúc là cái người dân ta chỉ có bầu cái ông nghị viên. Dạ, đúng. Thành ra người ta quan tâm đến cái chính sách chung nhiều hơn thì dạ, thành ra cái này nó cũng là cái khó cho thị trưởng. Nhưng mà nếu mà thị trưởng mà được cái nhiệm kỳ thứ tư á, thì cũng đó là cả một cái quá trình phục vụ á. Đến bây giờ là thị trưởng phục vụ cho thành phố là bao nhiêu năm rồi? Dạ, thưa Huy, tới tất cả mọi người, đến giờ phút này tôi phục vụ cho cư dân thành phố là 15 năm. Wow. Và 6 năm làm nghị viên là từ 2006 cho tới 2012, và từ 2012 cho tới thời kỳ hiện tại tức là 9 năm ở cái vai trò là thị trưởng. Rồi cái lúc mà thị trưởng làm như vậy đó, mình ở nước Mỹ thì tất cả những cái người trong sở làm hay là trong nhân viên của thành phố thì họ cũng người bản xứ không à? Rồi thì khi mà nó có những cái của đồng hương Việt Nam của mình ở đây, ví dụ như có nhiều cô chú bác lớn tuổi trong cộng đồng á, đôi khi tiếng Anh họ không có rành hay là họ ra đường, tại vì Huy cũng thấy có nhiều lần đi ra ngoài đường là người ta cứ bắt ông thị trưởng lại, người ta nói, người ta trình bày, nhưng mà đôi khi người ta lại không có hiểu nhiều đó. Rồi chẳng hạn như có những cái chính sách, chẳng hạn như gần đây thì quý thấy cũng có rất là nhiều dân cư họ khen thị trưởng về cái chuyện chẳng hạn như là giải quyết về các cái vấn đề như nhà ở hay là nó có nhiều cái chuyện mà cái này để quý xin phép thị trưởng quý chia sẻ với lại quý vị khán giả chút xíu. Quý vị biết á, đôi khi á, cái chính trị ở Mỹ á, đôi khi cái ông thị trưởng với lại cái cộng đồng địa phương á, đôi lúc nhiều khi quý nói hơi quá chút xíu, nhưng mà đôi khi nó quan trọng hơn cả tổng thống luôn đó. Tại vì đôi khi tổng thống là cái chính sách của liên bang, nhưng mà ở tại cái thành phố đó thì nó có cái chuyện là như thế này: con quý vị đi học nè, cái bãi đậu xe của quý vị nè, tiền rác nè, cái cơ sở hạ tầng gần gũi nè, rồi cái công viên của quý vị dẫn con đi chơi nè, những cái đó là tất cả mọi chuyện là phải tấp qua bên thành phố hết và nó giải quyết trước mắt. Là ngay cả đến cái gì nó quyết định lên luôn cả cái thuế mà quý vị mua quý vị xài đó, thì chẳng hạn thế như bán lẻ đó, thuế bán lẻ đó, dạ, hay là kể cả mình mua chiếc xe cũng vậy. Đúng rồi. Mình ở cái thành phố nào thì nó đi theo cái thuế. Đúng rồi. Bây giờ quý vị có chạy đi tiểu bang nào, quý vị mua cái xe đi nữa thì nó chạy về đó thì nó cũng phải theo cái chính sách thuế đó. Thành ra cái người dân ở địa phương á, cái chính quyền ở tại địa phương ở local á, nó quan trọng lắm, và nó cũng có những cái chính sách mà độc lập là như vậy đó. Thì quý cũng biết á, là thị trưởng trong cái thời điểm mà thị trưởng làm thị trưởng của thành phố hay là kể cả luôn thành phố Westminster đó, ai cũng biết là mình ở cái thủ phủ của người Việt tị nạn rồi. Dạ. Thì khi mà lúc mà thị trưởng ra những cái nghị quyết mà chẳng hạn như là cấm cờ đỏ sao vàng, dạ, hay là cái chuyện mà mình không có tiếp đón những cái phái đoàn của Việt Cộng á, thì lúc, dạ, đó thị trưởng có bị cái khó khăn, bởi vì Việt Cộng họ cũng lobby rất nhiều chứ. Đúng. Việt Cộng họ cũng phải lobby, họ cũng muốn gần gũi các dân biểu ở đây, hay là chẳng hạn như họ đòi kết nghĩa với các cái thành, dạ, phố, đúng, ở đây. Thì cái áp lực đó nó có lớn không khi mà mình quyết định mình ra mấy cái nghị quyết như vậy? Dạ, anh Huy hỏi câu này cũng phải nói là rất là hay và rất là thực tế. Thì khi mà mỗi lần mà ở trong quá khứ đó, mỗi lần mà chúng tôi đưa ra những cái nghị quyết như là cấm cửa các phái đoàn, yeah, của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đến thành phố Westminster, hay là phản đối cái việc mà trưng bày các lá cờ máu đó, yeah, chúng tôi phải nói phải có một cái sự quyết định một cách
dứt khoát. Khi mà nói về dứt khoát á, thì anh Huy cũng biết là phải có một cái lập trường dài đăng đẳng, tức là mình là cái người chống lại cái thể chế độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà rất là rõ ràng, để mà khi mà mình thấy có những cái dấu hiệu gì mà bắt đầu nhen nhúm cái sự xâm nhập của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam á, vô thành phố hay vô cái khu vực Lý Đức Sài Gòn đó, thì mình phải đưa ra những cái nghị quyết đó liền. Bởi vì những cái nghị quyết đó mình đưa ra đó sẽ giúp cho cư dân hay là cộng đồng tại hải ngoại họ sẽ yên tâm, họ thấy rằng là đối với mặc dù chỉ là một cái cấp chính quyền địa phương mà thôi đó, một cái cấp chính quyền nhỏ thôi đó, tuy nhiên có một cái lập trường rất là rõ ràng. Thành ra chúng tôi vẫn nhớ vào năm 2014 đó, khi mà chúng tôi đưa ra cái nghị quyết là phản đối cái việc trưng bày cái lá cờ máu đó, chúng tôi gọi lá cờ máu tức là cái lá cờ cộng sản đó, ở trong bất cứ nơi nào ở trong thành phố đó, thì chỉ có một hay hai ngày sau á, trên cái bàn làm việc của chúng tôi đó, chúng tôi thấy cái lá thơ của tổng lãnh sự Việt Cộng đó ở trên miền Bắc, hình như trên San Francisco á, họ gửi vô thành phố, các nhân viên họ để lên bàn của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi phải lục lại để mà xem không biết chúng tôi còn giữ cái lá thơ đấy không. Mà cái lá thơ này á, phải nói rằng chúng tôi khá ngạc nhiên về cái cách viết thơ của tổng lãnh sự Việt Cộng ở trên San Francisco. Là họ viết cái thơ cũng bằng tiếng Anh. Tại vì biết cái thơ này là của tổng lãnh sự, tại vì họ có cái dấu mộc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và họ viết bằng tiếng Anh, và họ viết là họ phản đối chúng tôi là phá hoại đi cái tình hữu nghị ban giao giữa hai quốc gia. Họ cũng như là họ phản đối cái việc làm của chúng tôi đưa ra cái nghị quyết phản đối cái việc trưng bày cái lá cờ máu đó. Và cái điều mà chúng tôi thấy là nó hơi có buồn cười. Một cái lá thơ viết bằng tiếng Anh phản đối chúng tôi mà không có ai ký tên. Thành ra không biết ai viết hết. Không có người ký tên. Nhưng mà họ dùng cái chung chung của lãnh sự. Họ dùng cái letterhead. Tức là cái lá thơ là có letterhead của tổng lãnh sự. Ở ngoài thì bắt buộc họ phải có đóng dấu là tổng lãnh sự. Là tổng lãnh sự. Là hình như là ở trên San Francisco. Đúng không? Rồi. Ở trên miền San Bắc. Francisco. Mà cái lá thơ, viết cái lá thơ là hơn một trang. Tức là qua tới trang thứ hai viết bằng tiếng Anh. Mà không ai ký tên. Mà mình biết cái lá thơ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam viết, hình như họ đề số mấy rồi xuyệt xuyệt gì đó. Đó là Huy, chắc là Huy rành mấy cái đó hơn. Đúng rồi. Nhưng mà họ không có người ký tên. Thành ra chúng tôi thấy nó vô cùng, nó buồn cười khi mà không biết là ai đại diện cái tổng lãnh sự viết cái thơ đó. Nhưng mà khi cái lá thư đó ra đó, nó có làm tác động đối với những cái nhân viên mà cấp dưới của thị trưởng ở tại thành phố. Đôi khi những nhân viên cấp dưới họ giống như họ người Mỹ bản xứ đi, họ cũng đâu có nghĩ đến cái chính trị của Việt Nam đâu, thì cái đó nó có gây cái áp lực cho thị trưởng không? Cái đó thì chúng tôi không biết. Nhưng mà cái thơ khi mà gửi vô cho chúng tôi đó, thì cái trách nhiệm của nhân viên là phải đặt lên bàn của chúng tôi để chúng tôi mở cái thơ đó, chúng tôi xem. Thì sau khi mà vào, chúng tôi vẫn nhớ 2014, sau khi mà chúng tôi đưa ra cái luật đó đó, một cái nghị quyết đó đó, thì một hay hai ngày sau là trên bàn của chúng tôi là nhận được cái lá thơ đó từ tổng lãnh sự Việt Nam ở trên San Francisco. Họ gửi xuống để họ phản đối. Mà họ phản đối mà buồn cười là họ không có người ký tên. Tức là không biết là ai sẽ chịu trách nhiệm với cái lá thơ mà họ viết ra. Nên thành ra là mình cũng mình không để ý. Không có. Nhưng mà cái việc đó thì nó thị trưởng khi mà quyết định cái chuyện đó đó, thì mình có cân nhắc nhiều không? Mình có bị áp lực bởi cái lúc mà chúng tôi đưa ra cái nghị quyết đó để mà yêu cầu hội đồng thành phố bỏ phiếu á, thì cái chuyện cân nhắc duy nhất của chúng tôi á, là không có muốn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có những cái xâm nhập, có những cái thủ đoạn để mà đi vào trong tập thể người Việt Việt Nam tại hải ngoại. Đó là cái việc làm chúng tôi, là cái thôi thúc của mình khi mà mình phải đưa ra. Mình mặc dù chỉ là cấp địa phương nhưng mà mình phải bày tỏ một cái lập trường cứng rắn và dứt khoát. Rất là dứt khoát, là Westminster vẫn là thành phố đầu tiên để đưa ra cái nghị quyết đó, và chỉ hình như là chỉ sau vài tháng sau á, thì ở trên thành phố San Jose, thành phố San Jose là thành phố thứ hai đã thông qua cái nghị quyết đó.
thì cái điều đó nó cũng là một cái rất là hay. Dạ. Thì ngoài ra đó thì Quy thấy một điều nữa, khi khi mà thị trưởng đưa ra cái nghị quyết như vậy đó thì đương nhiên á, là đôi lúc á, thì một cái thành phố nhỏ quý vị, nhưng mà nó đại đa số cái phần đông á, là người Việt của mình ở đây, cộng đồng của mình ở đây cũng khá lớn. Dạ. Thành phố Westminster thì ít dân, nhưng mà Garden Grove này kia thì bốn cái thành phố họ qua lại với nhau, tính mình ở đây cũng gần cả mấy trăm ngàn. Dạ. Cộng đồng cũng lớn rồi, con em của mình lớn lên ở đây. Đúng rồi. Cái mà Quy nhớ là cách đây không lâu nữa đó là chính thị trưởng cũng mệt cái thành phố Westminster của mình, thị trưởng ra cái vấn đề là học tiếng Việt cho các em đó. Thì cái điều đó, cái sự hưởng ứng của bà con như thế nào? Dạ, cái chương trình tiếng Việt là thật ra là đó là được học khu Westminster, tức là cái chương trình song ngữ, có phần tiếng Việt đó, để mà đưa ra để mà giảng dạy cho các học sinh. Dạ. Nhưng mà chúng tôi là đặc biệt là nếu mà anh Huy có nhớ lại đó, hình như là cũng là cách đây 6-7 năm. Đúng rồi. Khi mà lúc đó cái cô con gái lớn của chúng tôi mới có học lớp 8 thôi, tức là học middle school đó, thì cháu cũng có học một cái lớp về tiếng Việt. Thì cháu có đem sách tiếng Việt về. Thì chúng tôi mở cuốn sách ra, chúng tôi mới phải nói là chúng tôi hết hồn. Tại vì có những cái từ ngữ cái từ ngữ mà đó là Việt Cộng sử dụng, cũng như là có luôn một cái tờ đơn mà Việt Cộng hình như họ gọi là cái tờ giấy đăng ký kết hôn vậy đó. Rồi có mấy con dấu mộc nó làm mẫu ở trong đó đó. Nó làm mẫu trong đó, thành ra lúc đó thì chúng tôi tức giận. Và tại sao một cái đứa học sinh bên Mỹ mà chỉ có lớp 8 thôi mà đó là cần gì mà phải học những cái điều này. Thành ra chúng tôi mới đưa cái vấn đề này ra để mà trình bày, bày tỏ cái sự quan tâm của chúng tôi với cái vai trò là phụ huynh nha. Với cái vai trò là phụ huynh có con em đang học tại học khu Westminster, đưa ra cho các giới chức giáo dục á, giáo dục tại học khu Westminster, và sau đó họ phải bỏ cái cuốn sách đó, không có cho vào cái cuốn sách đó nữa. Và sau đó học khu Westminster họ mới thành lập một cái ban cố vấn, và họ mời hai vợ chồng chúng tôi là một trong những cái thành viên vô để mà xem lại tất cả những cái sách giáo khoa Việt ngữ đó. Thì lúc giờ chúng tôi cùng với một số những nhân sĩ cũng như những nhà chuyên môn về giáo dục trong cộng đồng mới xem lại những cái sách vở, để từ đó là mình mới có thể mình đề nghị các ban giám hiệu hay là các viên chức dân cử của học khu để họ đưa vô để mà giảng dạy cho học sinh. Đó là chắc anh Huy vẫn còn nhớ lần đó, thì chúng tôi thấy cái chuyện đó nó đã xảy ra và chúng tôi có những cái phản ứng kịp thời. Cái này khi mà thị trưởng nói cái này, Huy xin phép thị trưởng Huy thưa chuyện cùng với lại quý vị khán giả một chút xíu về cái chuyện này. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là cái cộng đồng Việt Nam tị nạn của chúng ta ở riêng cái chỗ thành phố Westminster, mà nơi thị trưởng Tạ Đức Chí hiện tại còn đương kim đây, thì mình cũng biết là cái sự lớn lên của cộng đồng các trẻ em gốc Việt của mình ở bên này. Trong nhiều năm thì chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng tìm cách họ thâm nhập vô đây, chẳng hạn như là sách giáo khoa, rồi các cái cơ sở thương mại của họ, rồi ngay cả đến giống như là họ tìm cách là giống như là họ xóa, họ kéo, lôi kéo những cái người mà làm việc hay là những cái người mà sống trong cái cộng đồng Việt Nam ở đây, tức là nghiêng về bên phía chính quyền cộng sản. Thì từ đó giống như là những cái giáo dục về cái ý thức, như chẳng hạn như là về chiến tranh Việt Nam, rồi tại sao chúng ta có cái cộng đồng người Việt Nam ở đây, rồi các cái nỗi đau thương của những cái tháng ngày mà mình ra đi mình tìm con đường tự do, thì trong đó cũng có thị trưởng nữa. Họ tìm cách họ xóa bỏ cái lịch sử đó. Đúng. Họ ngăn cản những cái chuyện lịch sử đó, hay là chẳng hạn như bây giờ quý vị cũng thấy là ngay cả đến khi mình làm một cái công trình. Đúng. Công trình lịch sử chẳng hạn như là những cái nghị quyết vinh danh cờ vàng, hay là những cái tượng đài, hay là những cái gì mà kỷ niệm của cộng đồng đó, thì họ cũng tìm đủ mọi cách để họ phá. Tại vì mình cũng biết là các thế hệ cha chú đi trước bắt đầu mỗi ngày là coi như là cũng sắp sửa đi về với ông bà rồi. Tuổi thì cũng lớn rồi, mấy thế hệ chú bác đó thì năm nay cũng 70-80 rồi, cũng đã ấy rồi, thì chỉ còn những cái thế hệ kế tiếp này thôi. Thì bên phía nhà cầm quyền họ biết cái điều đó. Đúng rồi. Và cộng với lại cái vấn đề là
họ cũng thâm nhập truyền thông. Đúng rồi. Cái truyền thông mỗi ngày họ tìm cách họ né, họ không có đề cập đến vấn đề chính trị, họ chỉ chuyển qua những cái chuyện như là game show hay là những cái cuộc sống đời thường hay là này kia đó, thì dần dần cái lịch sử của cộng đồng người Việt chúng ta ở đây mất, và cái tính đấu tranh chúng ta cũng biết là những cái người ở bên Việt Nam thì họ nói không được. Đúng rồi. Bây giờ ở đây ví dụ như có anh Nam Quang hay là có những cái channel hay những cái kênh hay là những cái đài truyền hình Việt ngữ ở đây, chúng ta còn đưa những cái tiếng nói tự do về cho quê nhà bên Việt Nam, thì họ muốn coi như là san bằng luôn những cái nền tảng truyền thông tự do đó ở đây, thì cái điều đó nó cũng đặt nặng lên trên cái vai của anh thị trưởng Tạ Đức Chí cũng khá nhiều. Thì ngay cả đến những cái sự tác động đó, rồi đến bây giờ đó thì Quy thì cũng thấy là ở thành phố Westminster thì có những cái vụ việc mà mới gần đây nhất, chẳng hạn như Quy thấy như là đồng diện của thị trưởng như là bà Kimberly Hồ. Quy cũng không có rõ lắm, nhưng mà mình thấy rõ là có những cái một số cái kênh truyền thông ở đây, hay là họ đưa cái thông tin báo chí ở tại địa phương ở đây, họ có đưa tin về cái chuyện mà thưa kiện thị trưởng, rồi cái khả năng mà cái gì nói đến cái vấn đề là thị trưởng bán đất công rồi này kia. Sao mình nghe nó giống cái cảnh ở bên Việt Nam mà Việt Cộng á, Quy không có rành lắm, thị trưởng có thể cho biết được thông tin như vậy không? Cảm ơn anh Huy hỏi chúng tôi cái câu hỏi này rất là thực tế. Dạ, tại vì người dân ở đây họ hoang mang, tại vì có rất là nhiều Quy ra ngoài cộng đồng. Cái nhiều khi các cô chú bác ở đây mỗi ngày họ nghe tin ở bên Việt Nam, rồi họ nghe tin ở nước Mỹ, nhưng mà họ người ta cũng quan tâm đến cái nơi người ta sống chứ. Rồi tự nhiên cái mình thấy ô tại sao đưa cái tin lên mình nghe như vậy, nó cũng rất là hoang mang, thì thị trưởng có thể giải thích. Dạ, anh Huy đã hỏi một cái vấn đề mà trong những tháng vừa qua hay là trong những tuần vừa qua đó, thì có rất nhiều đồng hương đã nghe từ nghị viên Kimberly Hồ, bà đã tung cái tin ra là chúng tôi bán đất thành phố, rồi rồi chúng tôi có làm những cái vi phạm trong cái việc bán đất. Thì thưa anh Huy, thưa tất cả quý vị, đây là những điều cáo buộc mà không có bằng chứng, một cái điều cáo buộc mà vô căn cứ. Vào năm 2016 đó, thì trong một cái buổi họp của Hội đồng thành phố đó, thì có cái đề mục mà từ phía các nhân viên thành phố họ đưa vô, tức là vẫn còn giấy tờ hết, mà chúng ta hay gọi là staff report á, tức là cái bản báo cáo một cách chi tiết của nhân viên đưa ra đó, là đề nghị hội đồng thành phố sẽ bán một cái phần đất của công viên, một cái phần đất nhỏ thôi. Công viên đó ở đâu? Công viên đó ở trên đường Mông Rô, tức là cái đường All American, bên đây là All American Way, bên kia là đường Mông Rô, tức là gần tàu thị chính á, tức là đối diện á, nói cho nó rõ ràng là nó đối diện á. Thì cái phần đất đó đó là nó nằm cái địa hình nó nằm cũng hơi lạ, tức là nó nằm không có vuông vức, mà cái thời điểm đó đó, theo như nghị viên Kimberly Hồ mà đó cáo buộc, là chúng tôi có quen biết với người mua. Thưa quý vị, vào cái thời điểm đó chúng tôi không có quen biết với cái người mua, chúng tôi không có quen biết với ai hết á. Cái người mua người ta có luật sư, và cái người luật sư này người ta tiếp xúc với các nhân viên thành phố, tức là cái sự làm việc của cái người mua là có luật sư và người ta làm việc với các nhân viên thành phố, và các nhân viên thành phố họ mới đưa ra cái nghị trình. Sau khi mà các nhân viên thành phố họ đã nghiên cứu, họ thấy rằng nếu mà giữ lại vào cái thời điểm đó, vào cái phần đất này mà nó dính liền với công viên thành phố á, thì nó cũng là một cái là thành phố phải tu bổ, thành phố phải bảo trì. Và cái thời điểm đó đó thì nó có một số vấn đề là nó xảy ra tại cái phần đất đó, thành ra các nhân viên thành phố họ mới đề nghị, để họ mới đề nghị sau khi mà đã có người mua, người ta mua thật ra đó là người ta mua để mà cái theo như những cái người mua lúc đó đó, để mà giữ cho cái tức là cái property của người ta có cái sự vuông vức, chỉ đơn giản vậy thôi. Được, tức là người ta mua thêm, người ta mua, tức là người ta có sở hữu, người ta có sở hữu một cái building kế bên công viên, người ta chỉ đề nghị mua thêm cái rảnh đất đó thôi, là một cái rảnh đất thôi. Và đó, cái rảnh đất này á, là đó là cái zoning của nó, là chỉ là dành vô việc để mà trồng cây, để trồng trọt mà thôi.
chứ không có cho xây dựng. Thành ra khi mà cái zoning đó là cái đất nó là nó phải cái giá nó rất là thấp. Bây giờ thành phố có giữ thì thành phố cũng chỉ để trồng cây thôi. Chỉ vậy thôi. Rồi mà nếu mà có đưa cho qua tư nhân người ta mua thì tư nhân người ta cũng đâu có làm gì được. Cũng chỉ để trồng cỏ trồng cây thôi, nhưng cũng không, người ta không có làm gì được. Thành ra cái nó có khác nhau, nó có khác nhau. Đó bây giờ mình ở gần mình nghe mình mới hiểu. Dạ. Chứ bây giờ đi ngồi nghe trên kia bây giờ quý vị thấy không? Nó một cái câu chuyện bây giờ mình nghe ra nó khác rồi nha. Thì nó có khác nhau. Thí dụ ở tại Mỹ đi nữa, là hai cái mảnh đất, một cái mảnh đất mà nếu mà chỉ dành cho cái việc trồng trọt mà thôi á thì nó không có giá trị nhiều. Tức là cái nó là nó quy định luôn vậy đó, là cái miếng đất này anh chỉ được trồng thôi. Tức là bây giờ anh có muốn mua ai sở hữu cũng vậy, là cũng chỉ để cho trồng cây thôi, chỉ là trồng cây thôi. Còn nếu mà cái miếng đất á mà dành cho thương mại á thì cái miếng đất nó sẽ rất là cao. Đó là nó khác nhau rõ ràng. Rồi. Thành ra thưa với anh Huy, thưa với tất cả quý vị, nghị viên Kimberly Hồ khi mà đưa ra những cái cáo buộc này, bà chỉ có một mục đích mà thôi, tức là đánh lạc hướng dư luận và đồng hương hiện nay đang rất phẫn nộ về bà. Nhưng mà tôi không muốn nói cách rất là chi tiết về vấn đề này. Đây là chúng tôi chỉ nói những cái điều tích cực mà thôi. Nhưng mà đây là những đó là những cái thủ thuật chính trị mà nghị viên Kimberly Hồ đưa ra để mà tạo cái sự hoang mang cho đồng hương. Thưa anh Huy, chứ không phải là ông thị trưởng đứng nói chuyện với lại, tại vì khi mà mình nghe là tự nhiên giống như cái kiểu là ông thị trưởng lại gặp ông chủ cái ông chủ đất, cái rồi hai bên nói tôi bán cho ông cái một cái nó là bánh mì không phải như vậy. Một cái nghe cái mình tự hơn chính quyền như cầu đấy, ủa đâu phải sao thị trưởng lại có quyền ra vậy? Một cái chính quyền như vậy, và chúng tôi cũng xin phép để mà giải thích là thị trưởng hay nghị viên là những người để mà chuẩn thuận hay là bác bỏ những đề nghị của các nhân viên. Vào cái thời điểm 2016 chúng tôi chỉ là một trong năm thành viên để mà chuẩn thuận cái đề nghị của nhân viên đưa lên mà thôi. Tôi trả lời phải nói rất là chậm rãi, tức là cái rất lúc là khoan thai để mà cho quý vị hiểu được vấn đề. Tức là cái lúc mà ký đó là phải có đầy đủ hội đồng thành phố không? Cái chuyện này là đưa ra để mà bỏ phiếu, đúng rồi, và chúng tôi chỉ là một trong năm thành viên để mà bỏ phiếu thôi. Thành ra anh Huy thấy một cái khi mà nghị viên Kimberly Hồ đưa ra những điều cáo buộc á, là bà muốn đánh lạc hướng đồng hương, bà muốn cáo buộc chúng tôi để mà bà muốn đánh lạc hướng cái sự phẫn nộ của đồng hương đối với bà cho rất nhiều những cái vấn đề khác mà chúng tôi không muốn liệt kê những cái vấn đề của bà. Tại vì khi mình nghe cái chuyện đó mình cứ nghĩ ủa sao giống gì cộng quá vậy, tự nhiên cái ông thị trưởng tự quyền không, cái này là nguyên cái hội đồng thành phố phải bỏ phiếu. Ở đây là cái luật không có một thành viên nào tự cá nhân mà được ký giấy không có được như vậy. Đó, nếu mà thị trưởng không nói như vậy thì rất là nhiều đồng hương của mình nhiều khi người ta đâu có ở trong cái cuộc họp của thành phố đâu, hay là thậm chí là nhiều khi đôi khi người ta không được cập nhật thông tin để rồi người ta nghe. Và thưa anh Huy á, là một cái người dân cử trước hết á, anh Huy phải đồng ý với chúng tôi á, dù cho có chính sách thế nào nhưng mà phải có một cái tư cách, một cái tâm trước. Chuyện chưa có gì mà nghị viên Kimberly Hồ nói là nó dựng chuyện lên là chúng tôi sẽ bị cái này, chúng tôi sẽ bị cái kia. Mà bây giờ chuyện chưa có gì cả mà lại dựng chuyện lên thì chúng tôi cũng xin phép thưa với anh, cái việc mà để cho đồng hương họ sẽ có cái sự phán xét. Anh em chúng ta sẽ không có cần phải là đưa ra một cái nhận định nào hết. Khi mà một cái người nghị viên, một cái người dân cử mà đưa ra những cái cáo buộc buộc tội một cái người đồng viện, thứ nhất không có bằng chứng, thứ hai là hoang mang với đồng hương á, thì anh em chúng ta trong cái mùa lễ để cho đồng hương phán xét, đúng không ạ? Rồi chị, vậy thì trong cái trong các cái vấn đề đó thì rõ ràng là cái đó là cái quyết định của cái hội đồng mà quyết định của hội đồng mà do các cái nhân viên họ đưa lên, và khi cái người mà họ muốn mà mua miếng đất đó thì họ cũng phải phải theo một cái quá trình của thành phố theo quá trình của thành phố thôi. Tất cả người dân cũng có thể kiểm tra những cái thông tin đó thôi, chứ đâu phải cái đó là giá cái chuyện đó là thanh thiên bạch nhật, cái đó là nó có trong giấy tờ hết. Thành ra quý vị thấy không, đôi lúc cái những cái câu chuyện đó thì đó, mình sống ở trong một cái cộng đồng Việt Nam thì quý vị thấy đó, ngoài cái vấn đề mà cái chính trị của Hoa Kỳ ra thì nó còn có cái thông tin ở trong cộng đồng, mà nhất là trong cộng đồng Việt Nam của mình á, đôi khi có nhiều người không có adapt, không có hòa vô trong cái chính trị của Mỹ,
Thành ra là nhiều khi quý vị ngồi ở nhà quý vị mà nghe thì đôi khi cái thông tin nó cũng chật chật lấp à. Thành ra Dạ hôm đúng. nay, ngày hôm nay đó Huy trực tiếp Huy hỏi thị trường Dạ đúng. Huy mới phát hiện ra Dạ. một cái vấn đề đó nữa. Dạ. Đó. Thành ra cho dù như thế nào thì cũng đó là quyết định của tập thể hội đồng thành phố Quyết mà định đúng của không? tập thể. Ồ vậy mà ngồi mình nghe nào chúng tôi không là có quyền, tự chúng tôi nhiên không nào có là cái quyền nghe mà nghe đưa ra. cái gì ông thị trưởng hay cái gì bị chi tố rồi cái gì ra tòa rồi cái gì tùm lum hết trơn cái chuyện Thì kia. chúng ta thấy là để cho đồng hương phán xét, và chúng ta biết là đồng hương thầm lặng họ nhận định rất là chính xác. Ồ nó là như vậy. Rồi thì bây giờ nhân cái chuyện mà chúng ta thấy là bắt đầu mấy cái ngày lễ sắp tới rồi, thì gần đây nhất á, thị trưởng thấy là có cái biến chủng mới á, về cái dịch á, thì ở thành phố á, mình có cái gì mà những cái quy định gì mới cho cộng đồng, cho đồng hương của mình khi mà làm việc không? Tại vì cái này mình cũng phải đi theo cái lệnh của từ ở trên quận. Thì về cái vấn đề mà cái đại dịch COVID á, Yes. thì cái chính sách thành phố phải đi theo cái sở sức khỏe quận cao. Dạ. Tức là tất cả những cái chính sách gì thành phố đi á, là sẽ phải đi theo từ phía chính quyền quận cao. Tức là chúng ta thấy được sở cái cơ quan sức khỏe quận cao đó, họ sẽ đưa ra những cái chính sách để họ họ tạo nên cái sự hợp tác của 34 thành phố. Thành ra là tất cả những cái điều luật gì mà thành phố đi á, là sẽ đi theo cái luật của sở sở sức khỏe của quận cam cũng như là tiểu bang California, bởi vì thành phố Westminster là đi theo hay là chịu ảnh hưởng rất là sát với là luật của tiểu bang California. Thành ra thành phố làm cái gì cũng phải đi theo luật của tiểu bang California cũng như luật của cơ quan chính quyền quận cam. Vậy là ngày mai bắt đầu là có hiệu lực đúng Thì không? chúng tôi nghe nói đó là thống đốc tiểu bang California, ông có đưa ra mà các báo chí Việt ngữ cũng có đăng là hình như là ngày mai Dạ. những cái sinh hoạt trong phòng á, thì phải cái người sinh hoạt thì đều phải mang khẩu trang. Vậy thì nó cũng hơi trở ngại chút xíu về Dạ. cái đó. Thì cái theo thị trưởng thấy thì cái khả năng mà mấy năm thì cộng đồng mình ăn Tết vừa rồi thấy bớt dịch đồ này kia rồi, cái nó có khả năng nó có ảnh hưởng gì đến cái kỳ nghỉ lễ này không? Vừa Noel vừa Christmas, cái còn xa xa hơn nữa là cái Tết của mình là Dạ thì kỳ chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng đang có đi vào mùa cảm cúm hàng năm, thì vào mùa đông á, thì cái vấn đề lại thêm có dịch cúm. Ở trong quá khứ á, thì không có đại dịch COVID á, thì đa số những người cao niên, các vị cao niên á, thì họ đều đi chích ngừa cúm một cái cách để mà bảo vệ sức khỏe đó. Thì những cái biến chủng mới đó thật ra làm cho tất cả mọi người đều phải quan tâm nhiều hơn, bởi vì chúng ta thấy đó gần 2 năm qua phải nói là nhân loại phải có một cái thói quen mới là phải ra đường là phải mang khẩu trang. Đó là một cái thói quen mà chúng ta thấy được từ trước tới giờ đối với một số những quốc gia bên châu Á đó, thì bởi vì cái vấn đề ô nhiễm môi trường, thì từ Việt Nam hay là từ bên Trung Cộng hay là từ bên một số quốc gia châu Á đó, thì đa số người dân người ta mang khẩu trang thì khói bụi xe. Tuy nhiên tại Mỹ đó thì phải nói gần 2 năm qua, bây giờ anh Huy mà đi vô chợ hay đi vô những cái nơi đông người thì anh Huy sẽ thấy cái số người mang khẩu trang phải nói là tương đối là nhiều, bởi vì bây giờ chúng ta có một cái thói quen mới là chúng ta dù muốn dù không chúng ta cũng phải sống chung với con COVID. Tại vì anh Huy thấy không, từ cái biến chủng này vài tháng sau đẻ ra một cái biến chủng khác, tức là cái biến chủng liên tục, mà mỗi lần những cái biến chủng mới ra đó thì hình như cái tác hại nó còn kinh khủng hơn những cái biến chủng đầu tiên. Thành ra chúng ta nên gìn giữ sức khỏe của chúng ta vẫn là cái an toàn nhất, chúng ta phải đề phòng cho sức khỏe. Vậy thì cũng trong cái trò chuyện với thị trưởng thì bây giờ cũng hiểu được thêm nhiều cái gì. Thì ở trong cái thành phố á, mình có cái giống như cái kế hoạch gì không, hay là mình vẫn đi theo cái của các quận? Ở trong thành phố đó thì thành phố đi theo những cái luật lệ của cấp quận và cấp tiểu bang California. Thành ra các viên chức thành phố lúc nào cũng khuyến khích là mọi người nếu mà đi đâu cũng phải đề phòng, phải cảnh giác, là cũng phải mang khẩu trang và chúng ta gìn giữ sức khỏe của chúng ta, và chúng ta phải tiếp tục xem những cái tin tức, bởi vì anh Huy cũng thấy vừa qua đó cái vấn đề đại dịch đó, thì cái tin tức nó thay đổi liên tục, đặc biệt là chính quyền tiểu bang California. Thành ra cái việc mà chính quyền tiểu bang California người ta đưa ra những cái chính sách đó đó, điều này
Có nghĩa là trong cái thời gian vừa qua đó đã có cái sự gia tăng về cái vấn đề lây nhiễm. Thành ra chúng ta dù muốn dù không á, chúng ta cũng phải bảo vệ sức khỏe chúng ta, bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Đặc biệt là ở trong cái mùa lễ thì cái vấn đề mà chúng ta thăm thân nhân bạn bè rất là nhiều, chúng ta tụ tập. Thành ra cũng xin kính chúc tất cả quý vị cùng với đời thân quyến, cùng với lại gia đình lúc nào cũng hưởng một cái mùa lễ phải nói là an bình, hạnh phúc và tràn đầy những cái sự may mắn. Dạ. Thưa quý vị, thì thỉnh thoảng Huy cũng gặp được thị trưởng này nhân cái dịp ở đây, thì cũng sắp sửa đến ngày cuối năm, thì Huy nghĩ rằng Huy sẽ cũng ít có dịp gặp lại thị trưởng và mời thị trưởng được lên trên chương trình của Huy. Thì sẵn cái dịp cuối năm mình cũng sắp sửa đến Giáng sinh, thì thị trưởng thông qua đây chúng ta cũng có thể chúc đồng hương, và có rất là nhiều người Việt Nam ở khắp nơi cũng rất là mến mộ thị trưởng khi mà Huy làm những cái chương trình khác đó. Dạ. Dạ, tôi cảm ơn anh Trương Quốc Huy. Phải nói là chúng tôi với anh Trương Quốc Huy là phải nói là có những cái duyên. Dạ, duyên. Khi mà anh Huy mới đến Mỹ và anh Huy cũng, chúng tôi có vinh dự, phải nói cái vinh dự là chúng tôi có vinh dự được tiếp xúc với anh Huy. Rồi anh Huy đã phỏng vấn chúng tôi về những cái cách điều hành của thành phố. Dạ. Và phải nói là anh Huy là một cái người rất là có tài. Chúng tôi khen là chúng tôi khen thật, chỉ sau một thời gian ngắn đó, anh Huy đã tạo được một diễn đàn, phải nói đây cái đó là channel của anh Huy, là một cái diễn đàn chung của tập thể người Việt tại hải ngoại, phải nói là tập thể người Việt khắp nơi ở Hoa Kỳ, Úc, Đại Lợi, Canada hay tất cả một số quốc gia khác. Và cái sự ảnh hưởng, chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng của các trang mạng xã hội đó, anh Huy cũng thấy đó, 10 năm trước, 20 năm trước chúng ta không ngờ được, phải không? Dạ. Chúng ta không ngờ được là chỉ bằng một cái cell phone thôi á mà có thể có cái sức thu hút một cách mà nó rất là kỳ diệu. Yeah. Tức là bây giờ chúng ta thấy đó là hiện tại nhân loại đang bước qua một cái trang sử mới. Tức là hồi trước thì chúng ta có cái thói quen là chúng ta phải xem truyền hình, tức là đi làm về rồi đọc báo rồi bật truyền hình lên xem. Đó là chúng ta bây giờ, và chúng ta gọi những cái đó là những cái cơ quan truyền thông, truyền hình truyền thống. Dạ, chúng ta lại thêm cái chữ truyền thống. Đúng rồi. Mà chúng ta thấy có một thời gian ngắn thôi mà chỉ bằng một cái cell phone, thì phải nói là chúng ta là những người may mắn sống ở cái thế kỷ mà nó chuyển đổi như vậy. Anh Huy nhớ lúc mà chưa có cái cell phone thì chúng ta dùng theo cái pager. Đúng rồi. Tức là người này mà nhắn tin người kia. Chết là thì bây giờ ở bên Mỹ đó, không biết anh Huy lúc đó hình như là vẫn còn ở Việt Nam, phải không? Thì đó, ở bên Mỹ đó thì ai mà có nhắn tin cho mình đó, thì mình phải dừng xe lại, lúc đó cũng không có cái cell phone ra nữa, phải ghé một cái public phone rồi gọi. Nhưng mà sau khi mà cell phone ra đời, mấy cái public phone là coi như bị gỡ bỏ hết. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà con cái của chúng tôi kể lại, bây giờ cháu con gái lớn của chúng tôi năm nay 19 rồi. Yeah. Chúng tôi cho cháu biết trước khi cháu sinh ra là đã có cái pager, mà cháu không biết cái pager là cái gì. Yeah. Hoàn toàn cháu không biết. Mà anh Huy biết là khi mà cái laptop ra đó thì những cái computer bàn là nó ít được sử dụng đi. Rồi khi mà cái pager ra đó thì coi như nó là thêm một kỹ thuật. Và khi cái cell phone ra đó thì hầu như là nó giải quyết được rất nhiều vấn đề. Mà bây giờ đó thì đa số mọi người đều xem trong các trang mạng xã hội hơn là mọi người có giờ để ngồi trước cái màn ảnh. Thì bây giờ đài truyền thống họ cũng phải lên mạng xã hội, cũng phải lên mạng xã hội luôn. Dạ. Nhờ ba cái đài lớn của Mỹ là CNN, Fox và MSNBC. Dạ. Cả ba đài lớn hay tất cả những đài truyền hình họ đều phải lên mạng hết. Dạ. Thành ra phải nói là chúng ta may mắn, chúng ta sống ở một cái niên kỷ mà nó có sự thay đổi, mà phải nói khoa học kỹ thuật nó thay đổi vượt bậc. Dạ. Mà chính cái sự thay đổi, ra đời phát minh của các trang mạng xã hội đó đưa những cái tin tức để mà các thể chế độc tài đó thế giới biết thêm những cái gì đang xảy ra, những thể chế độc tài. Thành ra chúng tôi phải nói, chúng tôi khen anh Huy rất là nhiều. Những tin tức bên Việt Nam á, đồng hương tại hải ngoại biết nhiều, tại vì do cái sự bình luận của anh Huy mà chúng tôi biết là chắc chắn anh Huy cũng phải đọc nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Lên có thể là anh Huy có khả năng mà ngồi một mình, không cần giấy tờ, không cần giấy viết gì hết, mà có thể bình luận từ cái ông này ở cái xã này rồi qua xã kia rồi trung ương. Rồi phải nói chúng tôi coi, phải nói là
rất là hay. Thì cũng làm việc cũng nhiều. Cảm ơn thị trưởng. Quy với thị trưởng là có cái duyên, là từ khi lúc Quy mới qua Mỹ là Quy làm đài TV là Quy đã gặp thị trưởng rồi. Và từ đó thì cứ những cái sinh hoạt của thành phố thì mình cũng gắn liền với thành phố. Và trước khi mà mình chuẩn bị chia tay thị trưởng thì cũng dịp là cuối năm rồi, sắp sửa tới Noel rồi, thị trưởng có vài lời với lại quý vị khán giả. Cảm ơn anh Huy, một lần nữa chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị và gia đình hưởng một mùa lễ thật là vui tươi, đầm ấm, cũng như là một năm mới may mắn và vạn sự như ý. Dạ, xin cảm ơn hết tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này và cũng chúc cho thị trưởng có một mùa Giáng sinh ở bên gia đình. Và nhân dịp năm mới tới thì chắc cũng là cũng ít có cái dịp gặp được thị trưởng. Yeah. Thì nhân ngày hôm nay thì Quy cũng cảm ơn thị trưởng. Và trong thời gian tới nếu mà có cái dịp khác á, thì Quy sẽ cùng với lại thị trưởng mình đi thăm những cái ngày mà làm việc với thị trưởng. Yeah. Hay là giống như chẳng hạn như ngày hôm nay Quy cũng được rất là vinh dự khi mà được đi chung với thị trưởng đi xuống. Mình coi cái sở cứu quả của quận Cam họ sinh hoạt như thế nào. Và cái đó thì cũng ít có cái người Việt Nam mình nào mà được thấy cái điều đó. Thưa quý vị, Quy không phải là Quy khen, nhưng mà khi mà Quy đi với thị trưởng hồi xưa đó, Quy không có nghĩ tới. Mình chỉ nghĩ ông thị trưởng chắc ông chui vô trong cái tòa thị chính cái ông ngồi chỗ. Nhưng mà thưa quý vị, không phải. Quy đã từng đi với thị trưởng, mình đi bắt con chó cho K9 cho thành phố nè. Quý vị mới thấy là cảnh sát họ cũng phải hỏi ý kiến. Họ hỏi ông thị trưởng rồi mình cũng phải cho ý kiến cố vấn, tức là nhiều thứ lắm quý vị, vệ sinh nè, rồi cái gì cứu quả nè. Yeah. Nhiều việc lắm, không phải riêng một việc đâu. Và quý vị Quy phải nói rằng Quy không biết là ông thị trưởng ông có tự hào không, nhưng mà Quy đứng từ xa bây giờ Quy cũng thấy tự hào, tại vì mình thấy rõ đó là một người Việt Nam của mình đi vô trong đó được người ta kính trọng. Hay là chẳng hạn như là cái ông sếp mà của cảnh sát đi, hay là cái gì đó, ổng gặp ông thị trưởng là nó có một cái mình tự hào một cái là gì, mình người Việt Nam ở bên này khi mà mình làm việc mà với cái vai trò mà lãnh đạo. Dạ. Rồi những cái người bản xứ khác họ dưới cái sự điều hành, và mình dòm thấy chẳng hạn như Quy thấy thị trưởng đứng nói chuyện với mấy người kia, hỏi cái này hỏi cái này, và họ giống như là họ trình bày cho mình với cái tư cách là giống như là cái người nhân viên, hay là họ có cái sự nể trọng á, thì mình thấy cái điều đó nó khác những cái điều mà quý vị cảm nhận. Quý vị đứng ngoài quý vị nói ông thị trưởng thì chui vô trong tòa thị chính, nó khác. Chẳng hạn như hay là giải quyết một cái chuyện gì đó của thành phố đó, khi mà ông thị trưởng xuống rồi cảnh sát họ hỏi ý kiến, thì cái điều đó quý nếu mà quý vị có đi thì quý vị mới thấy được là cái đôi khi nó cũng khó lắm. Tại vì mình thấy có điều cũng lạ là như thế này, ông thị trưởng Việt Nam á, thì nhiều khi ra ngoài á, cái người Việt Nam chửi ông sùm. Ok, cái đó là một cái áp lực của cái ông dân cử. Hay là bất kỳ cái chuyện gì của đồng hương đôi lúc người ta bực mình hay là cái gì đó thì người ta cũng nói, nhưng mà mình cái điều đó thì cũng đôi chút là trong cái lúc làm việc thì nó cũng có cái chuyện đó. Rồi cảm ơn hết, cảm ơn thị trưởng, cảm ơn luôn tất cả quý vị khi mà theo dõi chương trình này. Mong rằng sẽ có dịp mời thị trưởng Tạ Đức Chí quay trở lại cùng với chúng ta. Đấy, xong.